Xin chào các bạn, thì hôm nay là tối mùng 10 tháng 1 năm 2021. Thì hôm nay cái bốc rừng không có thì tôi đưa mấy cái gãy dập lên đây. Cái gãy dập này thì của Jani, chỉ có một rề đây là của Chư Moray, một cái rề dài này của Chư Moray. Còn những cái kiến này của Jani. Thì những cây này nó gãy, chẳng hạn như thân tơ này nó sâu nó gãy này, nhưng mà mầm gốc vẫn ok. Thì mấy cái này thì thân dạng dòng thân trúc rồi. Thế như cái hình một này là 100.000, cái hình hai này là 150.000, hình ba này 150.000, thân vàng, hình bốn 150.000, hình năm là 200, rất nhiều thân vàng ươm. Hình 6 này là 200.000. Nó gồm 6 con kiến, như cộng kiến gãy dặn nhưng mà toàn kiến đầu. Nó gãy có khi là chỉ gãy cái thân này thôi chứ còn mầm gốc mầm gốc vẫn ok. Thì 6 cái này là 200.000. Hình 7 thì một số cái rè gãy dập nhưng mà nó cũng có cả cái kỳ này không được gì đây này. Thì 250.000. Và hình 8 này thì 250.000. Thì tôi sẽ quay cụ thể. Đấy là một túm. Thì tức là bạn nào về vừa tập trồng vừa ấy, còn thì nó cũng sẽ có nhiều mặt hoa, chẳng hạn như đây thì nó cũng sẽ 6 mặt hoa riêng đấy. Thì đi vào chi tiết thì hình một này mấy thân này nó cũng rộng một gang, những cái thân tơ của đấy nó gãy nó sâu này, thì cái này tôi định cắt rẽ tôi trồng nhưng thôi đưa đây. Thì mấy cái này là của vùng rừng Gia Ly này. Còn cái rề số 2 này là của Chư Moray này. Đấy thì cái này thân này, mầm gốc nó đây này, nó chưa băng cái vỏ, nó mầm gốc vẫn ghép vẫn ok này. Gốc vẫn nguyên si này. Đấy. Thì 100.000 thôi, cái này thân của nó cái này là nó nắng nó đỏ, thân đỏ thôi. Tức là nó thân nếu đúng của nó là nó vàng chanh như mùa khô nước, cái này nó đỏ hẳn lên, đỏ au đoạn trên này nắng đây. Đấy nó như thế thì 100.000 cái hình số 1 này. Sang hình số 2 thì nó dài thôi, như thân tơ nó bị gãy đây này. Cái này thì để về mình treo nó vẫn ra hoa. Đấy, cái này nó được dài là 1 gang, 2 gang, 3 gang. Đấy thì còn tôi quay đây thì các bạn xem. Đây mầm gốc, cái này mầm gốc xanh đét đây này. Đấy. Cái này thân của nó xanh đấy nhưng mà nó bị băng cái này ra là có một cái trắng tinh. Đấy. Thì cái này 150.000 vì cái thân tơ nó bị gãy đây này. Nó được còn 2 4 thân già thì cái này thì những bạn nào mới chơi thì mình tập chơi trên những cái này, tức là trước khi chuyển hàng qua các bạn này, như tôi cũng phải trồng trên cây rừng nữa, còn cái này nó mọc trên cái cây rất nhỏ này. Mọc trên cái cành cây nhỏ thôi. Đấy các bạn nhìn cái mầm nó cũng sáng rồi. Đấy nhưng mà nó gãy thế này thì 100, cái này 150.000 hình số 2. Sang hình số 3 thì cây thân vàng, thì mấy bạn hỏi thân vàng thì cái cây mà nai thì tối nay tôi thì thôi nó có mà không lấy được cây mới nên tôi cũng chả nai nữa, mấy cây nó còn mấy cây gãy dập này thì mình đưa lên đây để bạn nào sưu tầm thì sưu tầm, không tôi cũng trồng. Cây này thân dạng thân trúc và vàng ươm này. Những cái thân đây thì như chưa thấy hoa này. Đây còn cái thân tơ của nó đây này nó sâu nó gãy này. Đấy các bạn thấy chưa? Còn những cái thân này nó đây nó, cái này thì thắt ngọn. Cái đây bị gãy. Ừ, gốc ghiếc mầm tơ nó vẫn ok. Thì cái hình 3 này là 150.000. Sang hình 4 thì cũng 150.000. Đấy cái này cũng thân thân vàng thân đỏ. Đây này, mấy cái thân này nó sâu nó gãy. Gãy từ trong rừng. Đây còn cái này thân tơ thì ở đâu, cái này thân năm ngoái chưa có hoa, cái này
mấy cái gãy như sờ có đốt đây chứ không ạ. Đây còn thân tơ của nó đây, nó cũng gãy gãy vào đây đấy, mà góc còn ghét đây còn ok này. Cái bóc dần ra đi, hình 4 nó 150.000, sang hình 5 này 200.000. Cái này thì nó nhiều, mặc dù nó thân già nó gãy nhưng mà nó vẫn còn được một đoạn 20 cm này. Thì các bạn này trồng cái này thì như năm năm nào, năm ngoái năm kia là có hoa này, có nốt hoa này, các cái thân nó cứ gãy này. Thì cái này nói chung là ta trồng chơi thì thân vàng đấy, vàng ươm 200.000. Tôi cũng sưu tầm một số cái gãy dập để tôi trồng để chờ tôi ngóng hoa đấy, mà một cái gốc vẫn nguyên si này, vẫn chưa ấy gì đâu đấy. Thì cái hình 5 này là 200.000, sang hình số 6 này là 200.000. Nó còn 6 con kiến, một này thì mấy 6 con kiến nồ tất nhiên nó gãy gãy nhưng mà tôi sẽ quay kỹ. À, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đây như cái đây cái thân này nó gãy. Như thân tơ của nó là đây này. Đấy các bạn, thân tơ của nó đây nó không gãy, nó gãy cái nào là thân tơ. Đây thân tơ của nó đây thì không bị gãy. Nó chỉ gãy cái thân năm ngoái này. Thân năm ngoái có hoa này. Loại kiến này nó mọc ở chỗ cái này, nó được khoảng 15 cm đấy. Thân thân tơ của con kiến này là chưa bị gãy này, nó gãy cái thân này thì vẫn tính vào hàng gãy dập. Một cái này, hai cái này, hai cái này thân thì cũng khá là xanh này. Đây này, thân tơ nó gãy này nhưng mầm gốc con ghép vẫn còn đầy đủ các bạn, bởi vì nếu các bạn trồng thì những cái này cũng tuyệt vời. Cái này thì nó chưa có hoa, cái thân năm ngoái của nó chưa có hoa, cái trước của nó cũng gãy đây. Hai này, ba này, ba cái thân tơ này bị gãy này đấy, như gốc gác thì vẫn ok. Cái này mình về trồng cái mùa này bắt đầu mùa trồng rồi thì mình trồng là ok này. Đấy con kiến này nó 4 5 thân trong rừng đấy, cái thân này thì nó gãy đây, gãy khúc ngọn này nữa nhưng mầm gốc vẫn ok. Ba này, bốn này, cái này thì xanh đét này, cái này mầm gốc ở à đây, tơ nó gãy đây, nó 4 cái thân trong rừng đây đấy, nó gãy đoạn trên nhưng mầm gốc đâu đấy đấy, nó qua dưới đây này. Cái này nó cũng được khoảng 6 7 cm. 4 này, 5 này, 5 thì cái này khả năng là đây mầm tơ, đây mầm tơ cũng gãy ở đây, gãy giữa đây nhưng mà gốc thì vẫn nguyên si. Và một cái thân bên này gãy, nó thân mầm nó trước đó. Đấy có cái thân tơ nó này gãy này, thì những cái kiến này chứ không ạ. Đây một vài thân nó gãy gãy này. Nhưng mà gốc nó vẫn nguyên si này các bạn này. Về trồng quan trọng là vẫn gốc nguyên si. Đấy năm, ở đây cái thứ sáu. Cái sáu thì bởi vì các bạn nào đây cái này gãy, sáu nó gãy đây còn gốc nguyên si này. Cái này thì các bạn trồng thì vẫn bình thường. Về trồng này nó nên bình thường, có đây là nó gãy này. Đấy hình số 6 này là 200.000, 6 con kiến này. Kiến cái nào nó cũng phải được, nếu đúng là gần 10 cm trồng ok. Sang hình 7 250.000, cái này nó dài hơn thì cả cái thân. Đây có hai cây con á tôi để vào đây. Đây nó còn một cái kỳ con á này. Các bạn nó sặc xếp đâu đấy. Cái này là kỳ rừng. Kỳ rừng chứ không phải gãy dập. Ở đây nó có một cái thân này nó gãy thôi chứ còn. Nhưng còn kia này gốc vẫn nguyên si này. Các bạn thấy chưa, cái kia rừng nó kia 53 này. Đấy, cái này nó được khoảng 1 gang. Đấy là một cái này. Hai cái này thì cái này gãy rồi, cái này thân này. Đấy. Cái này cũng được 1 gang nhưng nó gãy ngay chỗ cái cổ đây, nhưng mà gốc nó vẫn còn này các bạn. Đây, gốc nó vẫn dưới này. Đấy, mầm gốc một chiếc đâu đấy này. Cái này dạng kiến, thân này thì không được gì. Đấy, cái này cũng 4 5 năm kiến này, nó để này không dám gãy. Thì nát tôi buộc cái dây vào đây để cho nó nhớ ấy này. Mầm gốc thì vẫn ok. Cái này về trồng ok, các bạn nào trồng. Hai này.
3 này. Đây, cái này nó bị gãy đây. Cái này thì mất thân tơ. Mất thân tơ như những cái này thì khi nó mất thân tơ thì trồng nó vẫn lên thôi. Đây, cái thân già nó được khoảng hơn 1 gram. Cái này thì thân tơ nó bị gãy nữa này. Thì những cái này khi nó mất thân tơ trồng những cái này nó vẫn vẫn lên, hoặc là không nó sẽ lên kỳ đây. Đấy. 3 này. 4 này, 4 này, cái này được khoảng 1 gram. Cái này cái thân tơ nó đâu? Hay là mất thân tơ? À đây, thân tơ nó đây. Thân tơ nó bị gãy. Thân tơ bị gãy nhưng gốc nó vẫn nguyên si. Đấy thì nó được 1 gram. 4 này. Hai bốn năm, năm cái là 250.000. Cái này thì thân nó cũng gãy, gãy nhưng mà đây nó, cái này không phải nó gãy, nó cong từ ấy này. Đấy, thân này thì nó cũng được 1 gram, trên này thì nó gãy mất đoạn đây, nhưng mầm gốc mầm ghép thì đây, cái thân này nó nõn qua đây, nhưng mà cái mầm mầm của nó vẫn ok. Thì về trồng nó tách ra là những cái này nó vẫn lên thôi. Cái này nó có 2 mầm tơ, hình như 2 cái một bụi. Đây, một cái thân tơ ở đây nữa này. Nó dính kiểu gì đây? Cái này nó bị cong, nó ra một cái thân tơ đây nữa. Thân tơ này ngắn này. Đấy, hình 7 là 250.000, 5 cái. Sang 8 thì những cái này nó, tức là kia kia là 5 rẻ. Hình 8 này thì nó nhiều những cái. Hình 8 này thì cũng 250.000. Đây, bạn thấy một cái này. Cái này nó gãy chỗ nào đây? À, cái này thì nó mất thất mất mất thân tơ. Còn đây còn mấy cái thân già thân tơ bị mất rồi. 1 2. Cái này thân tơ nó gãy đây, nó sâu nó gãy đây. Nhưng mầm gốc ok. Đây, mầm gốc nó nở rất to, chuẩn bị nứt rồi đây. Đấy. 2 này. 3 này. Mầm thân tơ gãy đây. Đấy, còn gốc cái quận đâu đấy. Thì cái này trồng ok. 3 này. 4 này. Thì cái hình 8 này là 250.000. Cái này thì đây thân thân một thân tơ gãy. Còn một thân tơ đây nữa này. Cái thân bên này là gãy này. Cái thây cũng bị nó gãy mất rồi. Đây, nhưng mà cái thân tơ của năm nay nó nên mầm nở này. Đây là mắt ngủ đây. Mắt ngủ vẫn ok, sưng này. Sưng gần gần ra mầm này. 4 này. 5. Đây, 5 là cái này. Trông nhỏ này. Cái này bị mất thân tơ. Mất thân tơ, những cái này các bạn về trồng là nó vẫn lên mầm thôi. Khá xanh. 5 này, 6 này, 6 cái cây này rất là to, nó gãy. Dập hết cả gốc này. Cây này thân nụ. Thân tơ của nó là cái nào đây? Đây, thân 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 tơ của nó đây, gãy. Cái này gãy mọp hết này. Mọp xuống tận đến đây. Cái này mọp đến gốc, khả năng hỏng mầm gốc này. Thân này cũng mọp dưới. Thì cái này chỉ lấy những cái đoạn này, ươm kia này, đoạn đây này. Cái đoạn này. Cái thân này chả biết còn được cái mầm gốc nào không. Bình thường không ấy, là những cái này nó nên kia, tức là dành cho những bạn nào tập chơi để ươm thôi. Những cây này nó coi. Đấy, nó bị gốc nó gãy gãy tận đến đây này. Cái này thì nó bị mục mất rồi, nó non mục rồi. Cái đây cũng hơi mù mục đoạn trên này không này, mấy đoạn đây này, còn cái thân bên này cũng mục hết rồi. Đấy, thôi thì cứ bạn nào chứ làm thì cái này là 5 cái rè kia và một cái rè này, chúng là 6 cái. Đấy thì nó cũng, bạn nào mới chơi và tập ươm thì nó có một số gốc đấy để trồng. Đấy, cái này là 250.000.
Video này hôm nay ta làm đến đây là kết thúc. Tối nay chắc tôi cũng không lai về cây cũng không có, chỉ còn mấy cái trồng thôi. Thì có một số cái này thì mặc dù nó gãy thân nhưng mà những cái này nó rất đẹp này, thân và ươm. Thì bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207. Còn nếu mai mà có lấy được cây thì tôi lại live stream, còn không thì có thể live stream một số chậu. Đấy. Như tối nay thì cây chỉ có mấy cái này tôi quay đây thôi, vì cây gãy dập quay đây các bạn xem, bạn nào ưng thì để sưu tầm. Tôi lấy cây gãy dập này chủ yếu là mình để mình trồng thôi. Thì như tôi trồng bây giờ là một một chậu là mình trồng 3-4 cây, cái trồng thí xác là cây nào nó có hoa hoa hoặc là có nụ ra thì chia sẻ với bạn nào ưng, thì khi có nụ thì chia sẻ. Đấy, video này tôi làm đây kết thúc, và xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.